Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review lại cho các bạn xem những cái cây hải châu mình mà nó đang nở hoa nè các bạn. Cây này nè nở hoa lần 2. Không, các bạn thấy không? Lần 1 là nó đậu trái rồi các bạn. Đó, đậu trái nè, đó trái nè. Ở đậu đó. Đó các bạn thấy không? Nó nở nè. Hôm qua mình cái clip qua mình có nói rồi, mình có quay nó có búp búp đó. Sáng nay nó nở nè các bạn. Bây giờ là trong đây á, là có những cây nở lần 2. Nở lần 3 và những cây nở lần 1 thì mình sẽ quay hết tất cả những cái cây hải châu vừa nhà mình mà nó nở trong cái ngày nay. Ngày nay là ngày thứ 5 25 tây các bạn, nhưng mà cái clip này qua ngày hôm sau mình mới đăng lên đó, thì mình quay lại các bạn thấy nè. Đó, nó nở nè. Cái lần này, cái lần đầu, cái lần hai, cây này nè, cái lần trước đó các bạn, nó có nở một số trái đậu nè các bạn, đậu nằm trong nè đó, các bạn thấy không? Đó, nhưng mà bây giờ nó nở lác đác đây nè. Còn một số thì nó có ra, mới ra nụ rồi các bạn. Đó. Thì giờ cây hải châu nó không có nở. Nó nở vậy là nó đậu các bạn, còn nó nở một lượt có nhiều khi nó lên đường luôn. Nó không có đậu. Đó, mình quay hết cho các bạn xem nè. Đó, thấy không? Nó nở nè. Đó, các bạn thấy nó nở không? Nó trắng luôn. Ông có lợi quá trời nè các bạn. Đó. Bạn thấy nó nở không? Cây trắng luôn. Cái giai đoạn nở trắng vậy là với cái nụ trắng các bạn, nó đẹp. Còn nó chừng hai bữa nữa cái nó rụi à. Một là nó rụng hết, hai là nó đậu trái vậy thôi. Cây hải châu nó vậy đó. Đó, cây này cũng vậy nè các bạn, nó nở lác đác nè. Đó. Thấy không? Còn những cái nụ nó mới ra sau thì nó chưa nở. Đó các bạn thấy không? Mấy cái này nó nở vậy thì mình nghĩ nó có khả năng nó đậu nhiều, tại vì nó nở một lượt có thể nó rụng hết. Đó, cây này cũng vậy nè. Nó ráng nó nở nè, cây này nó bệnh nè các bạn, bệnh lá nè. Đó, nhưng mà nó ráng cũng ráng nở nè các bạn. Đó, thấy không? Còn mấy cây con của mình nè các bạn, đó, đây nè, đây nó nở nè, bạn thấy không? Những cây con nó nở nè, một số nó đậu qua đậu trái nè, đó, một số nó nở nè các bạn nè, nó nở nè các bạn, các bạn thấy không? Đó, nó nở nè, đó, nó đang nó nở nè các bạn, đó, nó nở không? Mini, rất là mini, rất là nhỏ. Mình cầm lên cây cho các bạn xem nè. Đó, đây là, đó, nhỏ xíu à. Cây nhỏ xíu mà nó nở nè. Đó, mình để cho các bạn xem. Quay cầm lên các bạn xem nó nở dễ thương không gì á, mình quay cái ấy là cho các bạn xem thôi chứ quay đi quay lại hoài thấy cũng chán nản, thấy không? Đó, dễ thương thôi. Rồi đó các bạn thấy không? Nó nở đó. Cây mi đi mà nó nở. Nở vậy cũng đẹp chứ. Nè, ong nó bay lại nè. Đó, thôi. Còn cây này thôi nó nở thôi. Đó, cây mà vô cái tượng nè các bạn, ong nó bu rồi. Hai ba con luôn. Nó vậy thì chơi được. Tại vì cây hải châu mini mà. Đó, cây này nó nở thôi. Trắng luôn. Quay các bạn xem. Rồi quay những cây nó nở cho các bạn xem ha. Nở lần 1, lần 2 ha. Đó, cây này nó nở lần 2 nè các bạn. Lần 1 nó đậu nè. Thấy không? Lần 2 nó nở tiếp tục nó nở. Đó. Đắt đắt thôi. Chứ không á. Rồi cây trên Hồng Long Bộ nó nở nè các bạn. Mà thấy không? Đó, nó nở nè, nó nở nè. Đó, cũng có số cây nó nở, số nó chưa nở nè. Đó. Còn cái cây này các bạn, cây này được rồi, nó nở lần 1 thì nó đậu trái nè các bạn. Đậu tiếp tục nó nở lần 2. Đó các bạn thấy không? Nở lần 2 nè. Đó. Rủ nhà nó nở. Đây, cây này cũng nở lần 2 nè các bạn. Bạn thấy nó nở lần 2 không? Đó, lần 1 thì nó đậu rồi nè các bạn. Đó, lần 1 nó đậu rồi nè, trái nè, to ghê không? Đó, nhưng mà lần 2 thì nó nở tiếp tục nó nở. Thì đây mình quay thực tế cho các bạn xem. Đó, cây này mình đem về nay cũng ráng nó nở nè các bạn. Đó. Để nó mới cây này mới về chừng từng hai tuần lễ gì. Đó thì giờ cái gì cái nhưng mà nó nở mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Mấy cây này thôi mình thấy nó yếu quá, kỳ quá. Đó. Định vị định hình nó làm sao đây?
Đó. Nó ra đọt đỏ nè các bạn. Bạn thấy không? Đây này nó ra đọt đỏ nè. Cái này cũng vậy các bạn. Cái này được rồi, mình đem vô nhà mình có quay clip cho các bạn xem á. Trên đọt thì nó trái nó cục rồi. Ở dưới đây nó đầu nó nở nè, nó rụng các bạn, nó rụng nè. Cái đợt rồi nó rụng gần hết luôn. Đó. Rồi nó đậu lại một số trái này, này nó nở lần lần tiếp tục nè các bạn. Mà thấy tiếp tục nó nở không? Đó. Nó nở nè. Còn trên này thì thôi. Trái thì khá khá luôn. Đó, trái nè các bạn thấy trái không? Cục luôn. Quá trời trái luôn. Đó được con sâu nó đóng ổ rồi nó đẻ rồi nên là để nó ăn luôn. À, mình cũng chưa dám xịt thuốc các bạn. Mình xịt ngấy được hết, mình có loại thuốc mình mua xịt cái là mấy ong này nó đi luôn á. Hồi đó mình sẽ có cái ổ ong hoặc mình xịt cái nó đi mất tiêu luôn à. Nhưng mình chưa dám xịt tay để cho nó ấy đi. Nó đậu trái đậu qua rồi mình xịt. Đó. Cây này nó nở lần thứ ba nè các bạn. Lần 1 thì nó rụng hả? Lần 1 nè. Đó lần 1 thì trái cỡ này. Lần 2 nè các bạn. Đó lần hai trái vậy nè. Lần ba là nó mới nở nè. Đó. Cây này cũng vậy nè các bạn. Cây này hiện nay nó nở lét chét đây nè. Nở vậy mà đầu mà nở lượt rụng ra. Đó cây này lần thứ ba các bạn. Đó quay cho các bạn xem nè. Đó. Mình không có cái cây nó ráng nó nở thì nó được nở các bạn. Đó. Đây. Cây này nó nở lần cũng lần thứ ba đó các bạn. Đó các bạn thấy không, cây này mình quay đi quay lại nè các bạn, quay nó trái liên tục nha các bạn, chuẩn bị nó ra bông nè. Đó, qua nè, hàng hà qua luôn. Đó, quay cho các bạn xem. Rất là nhiều. Cây này hôm qua mình quay các bạn coi á, nãy nở nè. Đó, thấy không? Nó nở trắng luôn à. Cây mình nói mình mua mình để tặng vợ để chơi á các bạn nè. Trái đợt rồi nó đậu nè các bạn. Nó đậu nè. Còn cái này đợt sau, đợt thứ hai. Nó nở nè. Đó. Chơi Hải Châu nó thích thú chỗ đó đó. Còn cây này thôi nở 3/7/21 tầm bay tầm bụi không. Đó. Chùm không ra gì ráo luôn, cây đã trung. Đó, các bạn chơi thì các bạn tham gia chơi thì nhiều cây mới biết cái tính năng của nó. Thấy không? Còn cây này được rồi, nó đậu nè. Đậu trái cục luôn nè. Cây này cây eo gió nè. Nay một cái bông nào nó sót lại nó chưa nở được thì bữa nay nó nở một hai bông nè, đó các bạn thấy không? Đó nó ra. Còn cây này hồi trước đó các bạn. Cái lần 1 thì nó đậu nè. Nó chín luôn các bạn. Lần 1 đậu nó chín luôn nè. Đó các bạn coi nó chín nè. Thấy không? Đó nè lần 1 nè. Mình nói mình thị phạm cho các bạn xem ha. Cho coi đó, nè, nó nở lần 1 nè. Đó lần 1 trái nè. Sắp chín. Lần 2 nè các bạn. Lần 2 trái mới lớn rồi nè. Lần 2 trái lần 1 hồi nãy có trái chín lần 1 nè. Đó. Sắp đó, trái chín lần 1 nè. Đó. Lần 2 nè. Lần 3 thì nó nở được kìa nè. Đó nó nở nè các bạn. Bởi vì cây này nó chín xen lẫn nhau. Sống chín có cái này đủ thứ các bạn nè. Lần 1 nè. Đó. Còn này lần 1 rồi lần 2 thì nó nở đó. Đó các bạn thấy nó nở không? Đây nở. Đó vừa trái vừa qua trắng nè. Đó. Quay hết cái cây cho các bạn xem nè bên này nữa nè. Đó. Lần 2 nè, lần này lần 3 chứ. Còn lần 1 là lần 1 lần đầu nè. Lần 2 nè. Đó. Trái nhỏ hơn. Lần 3 thì nó đang nở. Mình không biết nó đậu hay không, mình không biết nha. Nhưng mà bây giờ là nó nở vậy thì mình quay cho các bạn xem. Rồi cây này cũng vậy nè các bạn. Lần 1 thì nó trái nó vậy nè các bạn. Đó nó đậu. Lần thứ 2 nó nở nè. Đó nó nở nè. Các bạn thấy không? Lần 1 trái nè. Cây Hải Châu nó không nở một lượt các bạn. Nó sẽ nở trước nở sau. Dân dân thì mình cũng không biết luôn. Mình chơi tính năng của nó thì nó đủ thứ hết. Chứ không có cái dạng bây giờ là nó cố định các bạn, là nó ra qua là ra qua và là một lần để cho trái một lần, không có. Vườn mình thì nè, nó vừa ra qua nè, vừa nú mầm nè.
nó nụ trái, vừa trái đậu nè. Cây này được rồi thì mình cho đậu nhiều lắm. Đó thì nay nó bị năm rồi trái dữ lắm các bạn. Năm nay thì nó ít trái. Mỗi tính chăng nó cây nó là vậy. Đây này các bạn. Nè. Cái đợt 1 thì trái nè các bạn. Đâu? Đây nè. Không? Cái đợt 2 nè. Này được 3 luôn, đợt 1 nè. Đó, đợt 1 nè. Trái nè. Đây nè các bạn. Đó. Không, đợt 1 đợt 2 á, còn đợt 3 thì nó ra hoa. Hoa nè. Hoa là bông đủ thứ á. Ở đây cũng vậy. Cứ cho ra hoa đi. Vô tư đi. Không. Bệnh ăn bệnh lá vậy nó dễ bị xì cây. Cây này được nó nở cũng 3-4 đợt luôn. Đợt rụng rồi rã bông rồi nay rồi nó ra hoa nữa là nó nở nữa nè. Mình thấy cây hải châu sao nó đa dạng quá. Không. Vừa ra hoa mà vừa nở trái 2-3 đợt luôn. Các bạn không biết, các bạn ở vừa các bạn có vậy chắc cái chỗ nào cũng vậy thôi. Tại mình thấy mình thích thú mình quay lại cho các bạn xem chơi chứ mình nghĩ chỗ nào chắc cũng vậy thôi. Trái này thì gần chín rồi nè. Có trái nè các bạn. Cục cục luôn. Đó, thấy không? Chùm trái nè. Đó, cái này thì nó cũng vừa đậu nè, qua nè các bạn. Đó, đậu qua nè, vừa nở nè các bạn. Đó, thấy không? Nè. Cây này vậy á. Đó. Qua thì đậu rồi nè. Lớp nở nè. Mới nở. Thôi mình phải chịu vậy thôi. Đó, cây này cũng vậy các bạn. Rồi mình quay nè. Một số nụ nó đang nở nè. Một số nụ cũng đậu nè. Đó. Đây cũng vậy nè các bạn. Cái nào cho qua qua. Cái nào nó đậu đậu à. Cái nào cũng nở nở à. Mình đây mình không có cản nó nổi. Đó. Đậu rất là nhiều. Một số thì cái qua nó mới ra nè. Số thì nở nè. Đó. Các bạn coi xem. Ở đây nữa nè các bạn. Vừa mình thôi vừa trái mà vừa qua vừa nở thì nó hàng hà luôn. Cái cây này hôm qua mình quay mình để mình chiết được khoảng hai nở nè. Đó. Bạn thấy không? Cái đợt này được qua lần thứ 3 các bạn. Lần 1 nè các bạn. Trái nè. Đó, để sát vô. Đó lần 2 nè. Đây lần 2 nè, lần 1 nè. Đó lần 1 nè các bạn. Là lần thứ 3 nè, nó đang ra nở qua nè. Đó nở. Nhiều chứ không phải mình nói một lần ra ít đâu các bạn. Ra rất là nhiều lần hai con ha. Lần 1 nè, rất là nhiều. Đây lần 1 nè. Rất là nhiều chứ không phải ít đâu. Đó. Nó qua ra lần 3. Đây cũng vậy nữa các bạn, lần 1. Trái nó mình ngay ngón tay mình nè, nó đậu rất là nhiều trái nhỏ mà thấy không? Lần thứ 2 nó đang nở nè. Đó các bạn thấy. Còn cây này hôm qua mình nói mình quay lên á, mình nói cây này trắng cẩm thạch, mình nói đột biến các bạn. Này nó nở nè các bạn. Các thấy nở không? Nở trắng luôn à. Đó, thì đây. Vườn mình thì nở đều hết các bạn. Chỗ nào cũng có nè. Không? Cái này mình đặt nay nở nữa, mới sửa hôm qua nè các bạn. Đó. Đây nè. Cây này nó vừa ra nè các bạn, vừa nở nè. Cây này cho nay bông ít quá. Đó. Mình không hiểu làm sao luôn. Đó, cây nè. Bạn thấy không? Đó. Hai cây để kế bên nè các bạn thấy không? Nó nở nè. Trắng luôn. Hồng ong nhiều quá trời luôn. Mà đậu hay không đậu mình không biết nha các bạn. Tại vì cái cây này các bạn. Trời nó có ba cái nhị nó rụng trắng luôn cái gốc nè các bạn. Mình không biết luôn cái này đậu hay không đậu. Cũng chưa biết nó. Không.
bông hoa nở tứ dân luôn, hàng hà luôn đó nè. Cây này bây giờ được rồi các bạn, nhà mình nói nè các bạn nè, được rồi, nó nở là đậu trái cục cục cục, ta thấy không, trái nè, bây giờ nó nở lần hai nè các bạn, nó nở lần hai, nở lần hai, quay hết cho các bạn xem nè, nó nở lần hai đó. Còn cây này nó đâu có nở lần hai đâu, nó rụng hết thì đậu nhiêu trái đậu chứ đâu có nở lần hai. Còn mấy cây này nở lần hai nè, đó các bạn thấy không, đó nhưng mà trái cũng rất là nhiều nè các bạn. Mình sợ nó đậu hết rồi nó si cây luôn các bạn đó. Wow, trời luôn, trái nó thôi, trái nó rất là to nha các bạn. Nè mình hái trái nè, mình soi ngón út mình đi đó, trái rất là to. Bếp đây cũng dày các bạn, mình xin tạm dừng đó, mấy cái trái như mình nhét nhét vậy nè các bạn, đó nó tự lên cây con à. Những cây mini cần phải bảo quản nó cho coi như thế nào để cho nó có trái đẹp các bạn. Còn những cái vừa cây mini đây có trái chưa, có hoa nở chưa, đây một số hoa nè chưa nở các bạn nè, những cái này nó chưa nở hoa nè, nó nở được sao mình không biết, nó nở được nổi hôm nay thấy không, bông dần dần đây cũng ra hoa quá trời luôn nè, nhưng mà biết nở nổi mới dần dần là hư nha các bạn, bông dần dần là hư nha. Đó, mình quay qua cái vườn mấy bên này coi nó nở không. Đây, những cây này nó nở nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Nè, cái cây này nó nở nè các bạn. Mình cũng quên cái cây này nữa. Đó, nó nở nè. Các bạn thấy không? Rồi, nó nở nè. Nó trắng xóa luôn. Mình quên mấy cây này mình không quay. Đó, ông cũng bu lại hàng hà luôn. Đó, cây này nở nè các bạn, thấy không? Cây mini nè. Mình để ra đây cho anh đó, nó nở nè. Cây này nó cũng vừa nở mà vừa ra bông nè, đó. Các bạn nào muốn Zalo mình nữa các bạn cứ điện đi, điện thoại đi ha. Điện thoại rồi mình nhập số các bạn vô, bây giờ là nó mới vô nó nhận số Zalo các bạn, còn mình không có nhập đó các bạn. Nhiều khi nó không vô các bạn, nó không nhận. Nhiều khi nhiều bạn nó có nhắn tin qua ngay chỗ cái trên cái YouTube đó, cái bình luận đó, nói sao Zalo điện không được, bạn không được thì các bạn cứ muốn gì các bạn điện cái số điện thoại mình đi. Rồi các bạn yêu cầu gì các bạn, mình sẽ nhập cái Zalo để mình nói chuyện, rồi mình tắt mình đập Zalo, nhập cái số điện thoại vô rồi mình đăng ký Zalo để mình nói trao đổi nhau, nó được đỡ tốn tiền đó các bạn, vậy đi ha. Rồi nhiều khi các bạn nó nhập sau nói chuyện không được, vô Zalo không nhận, mình cũng không biết cái đó nữa, mình dốt cái đó các bạn. Ví dụ Zalo hồi già thôi mình cũng không sưu tầm đó, mình không có để ý tới cái đó, nhưng mà nhiều bạn vô bình luận á Zalo không được, nhưng mà các bạn cứ, tại vì á cái máy của mình đó các bạn, xưa con mình nó để là không nhận Zalo gì, Zalo người lạ gì, ôi không, mình không hiểu luôn đó. Này nó ra qua nè, mà thấy không, nó vừa ra trái được rồi, nó rụng đó bạn, đậu được mấy trái đó, cái này mới đem về nè, đậu được mấy trái nè, mới đem về. Rồi mình sẽ kết thúc clip đây nha các bạn. Đó, số được rồi các bạn, nó được rồi, nó rụng hết ráo, mình cũng một số đậu trái nè các bạn. Đó, nó sẽ ra hoa nữa nè, cuốn nè, nó cũng đậu trái, một số trái cũng rất nhiều. Rồi mình kết thúc cái clip đây nha các bạn. Đó, ra lắc đác ra hàng hà, cái này cũng vậy nè, bể này rồi, cây chín rồi, mình kết thúc clip nha các bạn, nói kết thúc hoài.
thơm, thơm gắt mũi luôn.